Chào em có hỏi là cái cung phu thê của em ấy, cung phu có vũ phá, văn khúc, hóa quyền, thiên hỷ, thiên quý, thiếu dương, thiên không, cô thần, tiểu hao, kiếp sát thì có ổn không? Thì chúng ta sẽ phân tích cái câu hỏi này của em một chút nhé. Đầu tiên chúng ta phải phân tích về cái tinh bàn á. Cái tinh bàn này nó là tinh bàn tử tham của Mão, bản thân cái tổ hợp. À mà tôi cũng không biết là tinh bàn tử tham ở đâu, chỉ biết được là tinh bàn tử tham thôi, được chưa? Bởi vì em không nói là vũ phá nó nằm ở đâu. Thì cái tinh bàn tử tham này mà cung phu có vũ phá thì cái mệnh của em là thiên phủ. Nếu mà thiên phủ ở xỉu thì xấu, bởi vì thiên phủ ở xỉu thì nó sẽ hình thành cái cách âm dương cách trở, kép hai bên, hai thằng âm âm dương lạc hãm. Thế còn nếu mà mệnh thiên phủ ở mùi ấy, thì cái cách đấy nó sẽ biến đổi thành nhật nguyệt giáp tài thì nó cũng được. Mặc dù cái cung phu thê này thì nó không phải là đẹp quá. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về hai khía cạnh trước đã. Bản thân nếu mà cái cung phu thê này mà vũ phá, mà vũ khúc phá quân mà chỉ có mỗi ông hóa quyền thì không thể là người tuổi giáp được, mà đây sẽ là người tuổi canh. Thì người tuổi canh nhá, thì cái cung phu thê này nếu mà về mặt tốt nó sẽ có cách giáp hoa lộc. Thế còn thân của em mà cư ở đấy thì nó sẽ thành cách tam hóa liên châu nữa. Thì nếu mà giả sử mệnh của mình là thiên phủ cư mùi ấy, là nhật nguyệt giáp tài cộng với cả tam hóa liên châu ở cung thân thì nó sẽ bổ trợ được cho cái cung phu thê này. Nhưng về mặt cung phu thê này thì cũng không phải là quá đẹp. Cái mặt xấu của nó là bởi vì cung phu thê nó có vũ khúc là một. Vũ khúc vốn nó là một sao cô quả. Ở nữ mệnh thì vũ khúc nó sẽ là sao quả tú cộng với cả sao cô thần, thì cung phu thê ăn cả cô quả. Cái thứ hai phá quân ấy, thì nó vốn là sao hao. Mặc dù nó chủ quản cung phu thê nhưng khi nó đi với văn khúc thì nó lại là cách thủy chung tác tùng ấy. Có thể dẫn đến một cái tính trạng là khi nó gặp nhiều sao xấu như thế này, như thiên không, như song hao, như kiếp sát các thứ ấy, thì nó cẩn thận là cái nó có cả cái trường hợp nó rơi vào trường hợp là người chồng mất cơ. Thế còn nếu mà chúng ta phân tích tiếp là vũ khúc văn khúc thì nó là cách văn võ toàn tài, nhưng khi gặp ông phá quân ấy thì nó kết hợp với thằng văn khúc ấy và kết hợp với nhiều sao hao như thiên không, tiểu hao, kiếp sát thì nó trở thành một cái mẫu người mà những người chồng của mình có thể là rất tài năng nhưng người ta không có đất để người ta dụng võ. Thì khi nó có hóa quyền ở đó thì nó lại dẫn ra một cái tính trạng là nó đi theo cái cách cục, thì nó sẽ thành cách tranh chấp. Cho nên cái tổ hợp vũ phá này nếu mà em đọc cuốn tử vi tổng số toàn Tân Biên ấy, thì người ta mới nói là rất dễ có thể là lập gia đình nhiều lần. Đây không phải là một cái cung phu thê đẹp, cho nên là tôi nghĩ là không được ổn lắm. Nó ổn nếu rơi vào trường hợp sau đây. Một, nhắc lại nhé, một là mệnh của em là thiên phủ cư cung mùi đó. Cái thứ hai là thân của em đi vào cái cung phu thê này luôn thì nó sẽ cát hóa lên. Thì cái cát hóa lên này nó không làm cho cái vấn đề là cung phu thê đẹp lên, nhưng nó sẽ làm cho mình có thể chuyện tình duyên hơi kém, nhưng mà cái vấn đề liên quan đến mặt vật chất hoặc là địa vị của mình nó cao hơn thôi nhá. Được rồi, xin chào và hẹn gặp lại em sau.